Hội phục diệt cũng không nên bỏ qua cho chúng. Cứ thế này không cẩn thận thì đổ vỡ hết. Hãy đổi tên hội đi, hội Hưng Nam. Hội ta đổi tên mấy lần, ấy vậy mà đến giờ vẫn chưa tìm được hướng đi. Vì bế tắc nên ban lãnh đạo mới cử đồng chí sang Trung Quốc để bắt liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chứ. Vậy là đồng chí Lê Duy Điếm đã sang Quảng Châu được mấy tháng rồi. Không biết có bắt liên lạc được với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hay không. Mong là mọi chuyện đúng như kế hoạch mà chúng ta đã dự liệu. Nếu có cơ hội, tôi cũng mong được sang Quảng Châu một lần, trực tiếp gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người làm chấn động trời Tây bởi yêu sách của nhân dân An Nam. Các đồng chí, tôi đã trở về rồi đây. Anh về rồi. Tốt quá rồi. Tôi không nghĩ là anh về sớm vậy. Chào mừng anh. Sau khi đến Quảng Châu, tôi bắt liên lạc được với Hồ Tùng Mậu và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sau đó tham gia chương trình huấn luyện do Nguyễn Ái Quốc giảng dạy. Nội dung lớp huấn luyện chính trị rất cơ bản và thiết thực đối với các chiến sĩ cách mạng. Sau khi học xong chương trình của khóa huấn luyện cán bộ, tôi quyết định trở về nước, trao lại cho ban lãnh đạo hội bộ chương trình, điều lệ và tài liệu huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để mọi người cùng tham khảo. Tuy không đồng ý hoàn toàn với các ý kiến của thanh niên, nhưng tôi thừa nhận sự tiến bộ hơn hẳn của thanh niên so với hội ta. Ta có thể áp dụng mô hình tổ chức của họ, thành lập ra các kỳ bộ rồi đi vào hoạt động. Vấn đề bây giờ là bên họ có ý kiến muốn đề nghị hợp nhất với hội ta, sau đó khuyến khích bên ta cử cán bộ sang Quảng Đông đào tạo. Mọi người thấy như thế nào? Chúng ta đều là người Việt Nam, đều có chung mục đích đánh đuổi giặc Pháp xâm lược ra khỏi đất nước. Nếu có thể hợp nhất để sát cánh bên nhau thì còn gì bằng. Đúng đó. Theo tôi, hãy cử đoàn cán bộ tiếp tục sang Quảng Châu bàn bạc với tổ chức hội thanh niên dự lớp huấn luyện cán bộ, đồng thời bàn về vấn đề hợp nhất. Đúng là rất hay. Hay đó. Ý kiến này rất tốt. Cứ ứng cử thêm người sang đó học tập xem sao. Đúng vậy. Làm vậy đi. Được. Vậy theo tôi, đồng chí Trần Phú là người thích hợp nhất nhận trọng trách dẫn đầu sang Trung Quốc để đàm phán với họ. Để có danh nghĩa chính thức khi đàm phán với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, chúng ta cũng cần tìm cái tên khác cho tổ chức. Vậy đổi Hội Hưng Nam thành Việt Nam Cách mạng Đảng được không? Hay đó. Đồng ý. Chào các đồng chí, đây là các thành viên của Việt Nam Cách mạng Đảng mới từ Việt Nam sang. Việt Nam Cách mạng Đảng chính là Hội Hưng Nam phải không? Dạ đúng. Hội Hưng Nam chúng tôi đã được đổi tên thành Việt Nam Cách mạng Đảng. Chúng tôi được cử sang bàn việc hợp nhất với Việt Nam Cách mạng Thanh niên. À, tôi hiểu rồi. Chào các đồng chí, tôi là Dương. À, đồng chí Dương. Ôi, đồng chí chính là... Tôi nghe về đồng chí đã lâu, đọc rất nhiều các tác phẩm của đồng chí, mong sẽ được học hỏi nhiều. Ở đây mọi người đều là những người đồng chí hướng tới để học hỏi nhau mà. Sắp tới đồng chí có thể dự lớp huấn luyện chính trị thứ hai do đồng chí Dương đứng lớp. Vậy thì tốt quá. Tôi đã được anh Lê Duy Điếm kể lại, nội dung lớp huấn luyện chính trị rất cơ bản và thiết thực đối với các chiến sĩ cách mạng. Chúng tôi cũng rất muốn theo học, rất mong được mọi người giúp đỡ. Vậy thì tốt rồi. Nhờ dự lớp huấn luyện chính trị mà chúng ta đã tiếp thu được những lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối cách mạng vô sản. Cuối năm nay tôi muốn về nước lần nữa. Tôi sẽ gặp Trần Đình Thanh để bàn việc hợp nhất hai tổ chức và lập kế hoạch gửi thêm nhiều thanh niên tiếp tục sang dự huấn luyện. Gửi thanh niên sang thì được. Vì về cơ bản, cán bộ hội ta đang phát triển theo đúng hình mẫu của hội thanh niên dù có mang tên khác. Nhưng để hợp nhất hai tổ chức thì tôi e sẽ là khó thành đó. Vì hai tổ chức vẫn có nhiều bất đồng quá. Thưa toàn thể anh em, vậy là sau nhiều lần đổi tên, từ hội Phục Việt thành hội Hưng Nam, rồi lại đổi thành Việt Nam Cách mạng Đảng, rồi Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội. Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 1928, tổ chức của chúng ta đã mở được đại hội tại Huế.
quyết định đổi tên đảng thành Tân Việt Cách Mạng Đảng và bầu ban lãnh đạo mới. Đào Duy Anh trở thành Tổng Bí thư, Ngô Đức Diễn là Ủy viên Tổ chức và Tài chính, Phan Đăng Lưu là Ủy viên Tuyên quân. Tất cả chúng ta cùng quyết tâm kiến thiết một xã hội bình đẳng và bác ái mới. Các đồng chí có nhất trí không? Nhất trí. Mưa to quá, may mà không ướt tập bản thảo. Trời mưa lớn, có việc gì mà em qua gấp gáp thế? Em đi sinh hoạt hội phụ nữ để tuyên truyền giác ngộ các chị em vào đảng Tân Việt ta. Vì việc xong mà vẫn còn sớm, nên tranh thủ qua nhờ anh xem giúp mấy bản thảo cho tờ báo Phụ Nữ Tuần Sang. Em cứ để bản thảo ở đây, lát nữa anh xem cho. Giờ anh đang xem dở một vài bài viết của các anh em trong đảng viết gửi báo Nam Phong. Chúng ta phải tích cực đăng nhiều bài luận để kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, kỷ luật và hành động để tìm công lý cho dân tộc. Vâng, từ cuối năm ngoái, số lượng đảng viên đã lên tới hơn 600 người, gây dựng được cơ sở trong các nhà máy, xí nghiệp, đường phố và các vùng nông thôn. Em tin là với những hoạt động sôi nổi này, đảng mình sẽ phát triển rộng hơn nữa. Nhưng mà em không thấy nội bộ đảng đang phân hóa rất mạnh sao? Em biết chứ, đảng ta vốn theo khuynh hướng dân tộc tư sản. Nhưng từ đó tới nay, có nhiều người sang Quảng Châu dự các lớp huấn luyện chính trị của Nguyễn Ái Quốc và chịu ảnh hưởng tư tưởng của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, nên nhiều đảng viên tiếp thu ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản. Đúng vậy, như Trần Phú đã chuyển sang hoạt động bên Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Diễu, Đặng Thái Mai. Tuy chưa nói ra, nhưng việc họ chủ trương thành lập nhóm hạt nhân cộng sản trong đảng ta là điều rất rõ. Vậy thì chúng ta hãy tìm cách thương thảo để thống nhất tất cả các thành phần chống thực dân Pháp. Mọi người cùng đoàn kết đánh giặc, chẳng phải rất tốt sao? Năm ngoái, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã cử Hoàng Văn Tùng liên lạc với đảng ta, trong khi Nguyễn Ngọc Sơn và Lê Văn Phúc thương thảo với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Nhưng tất cả đều không đạt được sự đồng thuận, nên lại quyết định hoạt động riêng. Em thấy đó, tuy tất cả mọi người đều chung một mục đích, nhưng mỗi người lại có lý tưởng, lại tin vào con đường của mình. Việc liên kết là rất khó. Em hiểu rồi, lập trường chính trị của tổ chức đang dần dần thay đổi sang khuynh hướng cộng sản. Còn anh, quan điểm của anh thì sao? Anh và những người trong ban lãnh đạo tổng bộ đều đứng trên lập trường dân tộc tư sản, vẫn chủ trương thành lập Liên hiệp Quốc dân. Nhưng anh là Tổng Bí thư, cũng phải suy nghĩ về việc chuyển đổi. Nếu không có hướng đi đúng đắn, e rằng nội bộ của đảng Tân Việt bị lũng củng, tranh cãi và bị chia rẽ. Đào Duy Anh, ông đã bị bắt. Thả ta ra, đám giặc cướp nước. Các đồng chí, cụ Lê Văn Huân, cụ đã mất trong nhà lao rồi. Sao lại nhanh như vậy được? Ông ấy mới bị bắt vào tuần trước thôi mà. Dạ đúng là như vậy. Mới tuần trước, chúng bắt cụ Lê Văn Quân đưa ra Vinh. Trong nhà lao, ông đã tuyệt thực và từ trần. Mới qua mấy tháng mà hết Đào Duy Anh, Trần Mộng Bạch bị bắt, Lê Văn Quân hy sinh trong nhà lao, quan Hải Tùng Thư bị kham xét. Vậy là tổng bộ Tân Việt Đảng đã gần như không còn nữa rồi. Thưa cụ, xin cụ chớ đau lòng. Sự hy sinh của cụ Huân ắt sẽ làm chấn động dư luận trong nước, cổ vũ cho tinh thần chống Pháp ngày càng mạnh mẽ của nhân dân ta. Đúng vậy, tuy nhiều đảng viên của ta đã sa vào tay giặc Pháp, nhưng hiện nay trào lưu cộng sản đang dâng cao khắp toàn cầu. Xô Viết Nga kiến thiết vững mạnh, Xô Viết Tàu đang có cơ sở ở Bắc Bình. Công cuộc cộng sản vận động phát triển mạnh ở các nước và đâm chồi nảy lộc ở Đông Dương. Đây chẳng phải cũng là thời điểm để chúng ta có hành động chuyển mình hay sao? Nhưng mà các cậu thấy đó, đảng ta ngày càng sa vào hoạt động cải lương, đảng viên đi sai đường lối của quốc tế thứ ba. Việc thương lượng với hai bộ phận cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản chi bộ để hợp nhất cơ sở cách mạng,
đã tiến hành khá nhiều lần nhưng vẫn không thành. Liệu có hy vọng hay không? Tại sao lại không ạ? Ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ, Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã ra đời và hoạt động ngày càng mạnh mẽ. Sắp tới, con và anh Trần Hữu Chương sẽ đại diện cho đảng ta ở Nam Kỳ ra Hà Tĩnh để lo một việc hệ trọng. Kính thưa các đồng chí, ngày hôm nay, những người giác ngộ cộng sản chân chính trong Tân Việt Cách mạng Đảng trịnh trọng tuyên ngôn cùng toàn thể đảng viên Tân Việt Cách mạng Đảng, toàn thể thợ thuyền, dân cày và người lao khổ biết rằng chúng tôi đã đổi tên Tân Việt, chính thức lập ra Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Chúng tôi kêu gọi các đảng viên thợ thuyền, dân cày, binh lính, học sinh, phụ nữ, thanh niên và tất cả lao khổ Đông Dương hãy gia nhập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Cấp báo, chúng ta bị chặt phát hiện rồi. Ai, tức thiệt đó. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn vừa ra đời, chưa kịp có ban chấp hành trung ương thì đã phải di chuyển đến địa điểm họp mới. Cũng may, đại hội đi tới bước này cũng có thể coi là đã hoàn tất quá trình thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn rồi. Đúng vậy, chặng đường phía trước còn rất gian nan, nhưng tôi tin là chỉ cần có chủ nghĩa Mác dẫn đường, chúng ta sẽ giải phóng được dân tộc. Tất cả giơ tay lên, các người đã bị bắt. Các đồng chí, vừa rồi đồng chí Nguyễn Ái Quốc cho triệu tập các tổ chức cộng sản ở Hương Cảng. Mọi người đã quyết định thành lập một đảng duy nhất ở Việt Nam rồi đấy. Ê, thật đáng tiếc, chúng ta không kịp cử đại diện đi dự đại hội. Biết sao được, đảng Tân Việt chúng ta vừa mới chuyển thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, chưa có ban chấp hành trung ương thì các đại biểu đã bị chính quyền Pháp bắt rồi. Cũng may mà chúng ta thoát được. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, trong đó có lời kêu gọi nhân dịp thành lập đảng Cộng sản Việt Nam đây này. Đồng chí biết tiếng Anh, đồng chí đọc xem lời kêu gọi viết gì. Lời kêu gọi gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột. Thông báo đảng Cộng sản ở Đông Dương đã được thành lập. Đảng sẽ dìu dắt giai cấp vô sản, lãnh đạo cách mạng An Nam, đấu tranh giải phóng cho toàn thể anh chị em bị áp bức, bóc lột. Từ đó kêu gọi gia nhập đảng, ủng hộ đảng và đi theo đảng. Việc thống nhất các tổ chức cộng sản để tạo nên một đảng cộng sản duy nhất vốn là việc chúng ta hướng tới. Chúng ta hãy chủ động đề nghị gia nhập đảng đi. Đúng đấy. Thưa các đồng chí, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã đề nghị xin gia nhập đảng ta. Được sự đồng ý của Nguyễn Ái Quốc, tôi xin thông báo quyết định chấp nhận Đông Dương Cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy là ba tổ chức cộng sản chúng ta đã hợp thành một đảng thống nhất và duy nhất. Chính chúng ta sẽ là những người dẫn dắt cách mạng tới con đường giải phóng dân tộc.